trong tủ của mình ấy, thì tìm được những mấy món gọi là tuổi thơ dữ dội của mình. Các bạn thuộc thế hệ nào 8X, 9X thì sẽ biết những này nè, là bài phép thuật các bạn. Đấy, Yugi các bạn, vua trò chơi đấy. Đó. Thì các bạn đấy, hôm nay mình lục được. Mình không ngờ là nó còn ở đó, tại mình cất nó lâu lắm rồi. Đây là vị thần sức mạnh các bạn. Vô đối luôn. Vị thần sức mạnh vô đối rồi. Đây là rồng trắng mắt xanh này. Đấy. Phù thủy áo đen này. Đấy, các bạn nào thuộc thế hệ 8X, 9X như mình thì đã biết tên tất cả các con bài trong này rồi. Thì cái này là hồi nhỏ mình chơi, mình sưu tầm để lại. Không ngờ là nó vẫn còn trong tủ các bạn. Nè, bạn xem. Toàn những lá bài quen thuộc này. Bạn xem. Thì hồi nhỏ thì chúng ta thường dùng những bài này chơi, ném dép rồi ăn bài các kiểu. Chơi mình nhớ là trời nhiếp hình huyền thoại này đấy. Ngày xưa mình người ca thủ các bạn. Bạn nào ngày xưa cái mà ca thủ nhiếp hình thì để lại comment cho mình biết nha. Tuyệt chiêu ngày xưa có tên cái tuyệt chiêu mình cũng quên mất. Video hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn là nhớ lại về tuổi thơ dữ dội đấy, con bài trắng mắt xanh này đấy. Nhưng mà bài này không phải bài thật các bạn, bài Trung Quốc. Bài này mà nhầm bài thật là nó bị nhiều tiền luôn đấy. Tên lá bài nào, tên gì thì comment dưới cho mình biết nhé. Hoặc là có món nào hay thì comment dưới cho mọi người cùng biết luôn. Đấy, các bạn thấy không? Nổ chưa? Không biết còn có bạn nào có thể còn giữ lại những quân bài này giống mình không? Đây là một trò này. Đấy, đây. Mới đỉnh lên các bạn. Ngày xưa có đợt là ăn poker là bóp mà tấm thẻ bài này nhá. Đấy. Thẻ bài này các bạn thấy không? Gọi là bộ sưu tập 54 thẻ bài. Thẻ đá banh các ngôi sao xe ngoại hạng Anh nhá. Đấy. Ngày xưa là mình nhớ là khi sưu tầm đủ 54 lá bài là chúng ta có thể ra đổi thưởng nha các bạn, đổi được bộ quần áo xịn đấy. Nhưng mà khi đó mình sưu tầm đủ rồi nhưng mà mình định đi đổi nhưng mà tiếc quá, thôi mình giữ lại làm kỷ niệm, mình không có đổi. Đấy. Ra xin được cả cái quyển này luôn về vẫn giữ đây. Các bạn thấy không? Như các Rooney. Mình có những cái Rooney trong này. Đấy các bạn thấy không? Không biết các bạn nào ngày xưa cũng sưu tầm này à? Đi ăn này. Chiều nào về cũng mua ăn rồi à? Đi xin các kiểu, đi đổi nha. Đấy Peter Check. Đấy. Thì video hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn là những trò chơi huyền thoại ngày xưa. Đấy, bắn bi các kiểu ấy. Bắn bi, chơi bài, ném dép. Thì các bạn thấy hay hãy like và share video này giúp mình nhé. Đấy. Còn bạn nào có những còn biết những trò chơi nào ngày xưa nữa thì comment dưới.
chúng ta cùng biết rồi. Ok, xin chào các bạn.